Rồi, Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 31 tháng 8 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có dúi, sung, ổ xỉ rừng, sam núi khai thác, hải châu, bạch chỉ, lộc quần, trà phục kiến, hồng quân ăn trái. Rồi mà số 1 là một cây hải châu nha mấy anh em. Cây tây cành già mịn hết nha. Cây một cốt chén trực này, cây đã thanh phẩm hết nhưng mà anh em, cây này giờ thay vô trong một cái chậu đẹp là ok nha. Rồi em đo cái vành thân là 9 cm nha, chiều cao là 23, vành thân 9 cm, chiều cao 23, ngang tàng là 40. Rồi giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha, 280 k bao ship, cây tây cành già mịn hết rồi nha mấy anh em, cây thanh phẩm luôn nha. Chị thay vô chậu là ok nha mấy anh em. 280 bao ship cây hải châu mã số 1. Rồi qua mã số 2 là một cây hồng quân ăn trái nha. Cây này một cây chân rỡ nha mấy anh em. Cây rất già nè, cây già. Cây cành đã bắn một lượt dây định hình rồi nha mấy anh em. Cây đã sống khỏe nha. Cây bộ đỡ chân rỡ nè. Trái nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 43 nha, vành 43, vành thân trên đây khá to nha. Thân vành trên đây là tầm 28 nha. Đây là 28 nè. Vành gốc là 43, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 40. Ngang tàng là 43 nha. Hồng quân ăn trái nha mấy anh em, dòng này trái ăn rất là ngon. Mình chơi bonsai dòng lá nó còn nhỏ tròn đẹp nha mấy anh em. Rồi cây hồng quân ăn trái mã số 2 giao lưu cho anh em là 300k bao ship nhé, 300 bao ship cây hồng quân ăn trái mã số 2 nha. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu báo bao cẩn thận rồi cho anh em nha. Rồi qua mã số 3 là một cây trà phục kiến. Cây này là nó đang cho trái cũng khá là xa nhưng mà anh em, dòng trà phục kiến thì dường như là nó cho hô về quá anh em nha. Cây mọc cốt lên hai thân này, cây bờ đớ này, củ của nó một cục luôn nha mấy anh em. Tây cành già mịn hết nhé. Cây này tây cành mịn hết rồi nha mấy anh em. Đó, cây cốt đớ này, dần xương cây này rất ok nha. Rồi em đo cái vành gốc là 35, chiều cao 40, ngang tàng là 48 nha. Đó, dần xương cây này già hết rồi nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 370k bao ship nha. 370 em bao ship cây trà phục kiến mã số 3 nha. Rồi qua mã số 1, số 4 là một cây cụ dúi nha mấy anh em. Cụ dúi cây già nên là nó có mấy cái lụa xanh này nha, rất chắc nha mấy anh em, không sao hết nha. Lụa đây là lụa chắc nha mấy anh em. Đây để sống khỏe nha. Rồi em đo cái vành là 39, vành eo đây 39 nha, chiều cao là 30. Cây đã sống khỏe nha, cây này cũng đã quắn một lượt dây nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship cây dúi, cái cụ dúi mã số 4 nha. Rồi qua mã số 5 là một cây lộc quần nha mấy anh em. Dòng lộc quần thì hoa nở theo một xuống màu đỏ rất đẹp nha. Cây cốt nó co lét nè, bờ đớ nè, cây trồng từ nhỏ nên là tạo dáng rất là ok nha mấy anh em. Cây rất già nha. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 32, chiều cao là 45 nha. Vành thân ở đây là được 14 cm nha mấy anh em. Ngang tàng là 50. Rồi cây lộc quần mã số nem giao lưu cho anh em là 350 bao ship nhé, 350k bao ship cây lộc quần mã số nem nha. Rồi qua mã số 6 là một cây bạch chỉ nha mấy anh em. Cây này khá là to nha, một cái cụm rừng nha mấy anh em. Cây này là một cụm rừng bạch chỉ nha, nguyên một bờ nha, một bờ nó gồm 9 thân nha mấy anh em. Bờ cầm rừng này là gồm 9 thân nè. Rồi em quay cái bộ đớ cho anh em xem nha. Đây cây thân chậu lâu nè nha mấy anh em. Bộ đớ nó trải nè, cây rất già nha. Bộ đớ là anh em khỏi phải băng nha,
cây rất dường dàng nha mấy anh em. Thân của nó thì kèm gần một nếm tây nha. Đây, thân này nha mấy anh em. Cây to, bờ chín thân nha. Cốt đớ là anh em yên tâm. Dòng bạch chỉ thì quẻ rất là thơm ngon nha mấy anh em. Cây này rất già, tây cành thành phẩm hết nha mấy anh em. Cây này thành phẩm luôn nha. Tây cành nuôi rất già. Cây này là đang trả trái nè anh em. Nè, trái này dòng bạch chỉ thì trái chùm vậy nè nha mấy anh em. Trái chùm, trái rất là thơm ngon nha. Hoa nè đây nha, hoa nở rất thơm nha mấy anh em. Cây này là biết đâu là cho hoa vẽ là biết đâu cho hoa vẽ nha mấy anh em. Nè, nụ rất là nhiều nè. Cây này chuẩn bị nó cho rất là sai nè nha mấy anh em. Cây đã thành phẩm nha. Cây này là anh em trồng cái máng dài à. Cái máng chiều dài của nó là tầm 60 nha. Dài 60, ngang tầm 35 nha. Cái này máng dài ngang 35, dài 60 nha mấy anh em. Em đo cái thông số cho anh em xem nè. Em đo cái vành gốc của nó là 87 nha. Vành gốc là 87, chiều cao tính từ mặt chậu nè. Lên đỉnh đọt là 68, tầng ngang từ bên đây qua bên kia là 60 nha. Chiều dài từ đây qua bên đây là 73 nha mấy anh em. Chiều dài của nó là 73 nha. Cái cầm rừng này, viên mọc bờ rừng này khá là to nha. Cái này giao lưu cho anh em là 1.6 triệu em bao ship nha. Cây bạch chỉ mẹ số 6 nha, 1.6 triệu trăm ca em bao ship. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Cái này khá to nha mấy anh em. Cây đang trái đang hoa nha. Rồi qua mã số 7 là một cây hài châu. Cây này dáng đổ nè nha mấy anh em. Cây này đổ treo này. Cây bờ đớ này. Cây đớ rồi rất dường dàng nha. Cây này quanh thân của nó được xéo xên nha mấy anh em. Cây này một cây nhỏ nhưng da nha. Cây này cả bông rồi nha. Bữa hổm phun bông rất nhiều nha. Nó bị dính mưa nên là nó không có đậu quẻ nha mấy anh em. Đợt đây chuẩn bị đã cho hoa lại nữa nè. Rồi em đo cái quanh là mà thân nó được xéo xén nha. Chiều cao tính từ mặt chậu nè, mặt bầu này lên đỉnh đọt là 36. Hình rớt từ trên đây nó rớt xuống đây là 55 nha. Rồi cây hải châu mã số 7 giao lưu cho anh em là 220 bao ship nha. 220k bao ship cây hải châu mã số 7 nha. Rồi qua cây hải châu mã số 8. Cây này tây cành nào vừa làm lại nha mấy anh em. Tây cành cây này già hết rồi nha. Cây mọc cốt trắng trật nè. Tây cành thành phẩm hết luôn nha. Tây cành nuôi to hết nha mấy anh em. Cây đớ trải nha. Em đo cái vành thân là 11cm nha. Chiều cao là 52. Ngang tàng là 55 nha. Cây tàng dù nha mấy anh em. Cây tây cành rất chia. Rồi cây hải châu mẹ số 8 giao lưu cho anh em là nem trem bao ship nha. Nem trem kê em bao ship cây hải châu mẹ số 8 nha. Bên em là chậu xi măng là không qua ship. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mẹ số 9 là một cây sam. Sam khai thác nha mấy anh em. Sam trái nha. Sam trái này đang chín đen cây hết luôn nha. Cây sam trái khai thác nha. Cây này giờ anh em lật đổ cũng rất là hay nha. Cây này lật đổ xuống rất là hay nè. Rồi em đo cái vành gốc của nó là vành 35 nha. Cây này bờ đớ nó khá to nha. Vành 35. Vành thân nó thì được 6,5 cm nha. Chiều cao là 40. Ngang tàng từ siêu đây nha mấy anh em. Tán trước là 67. Cây xanh núi khai thác nhưng mà anh em cây rất già nha. Cây bờ đớ cây thần chậu anh em yên tâm nha. Cây này thần chậu hết nha. Bộ đớ nó viên mọc người nâu rửa luôn nha mấy anh em. Cây đã thân chậu, cây xem trái khai thác nha. Rồi giao lưu cho anh em là 480 em bao ship nha. 480k bao ship cây xam núi khai thác mã số 9 nha. 480 em bao ship. Rồi qua mã số 10 là gồm hai cây nha. Một cây ổi và một cây sung.
sung trái nha anh em, dòng này trái to mà trái rất sai nha. Em đào cái quanh là 9 cm nha, chiều cao là 45 cây trái nha anh em. Sai mà trái to nha, dòng này vừa trước mấy cái dôi này nó cho trái vừa xong này nha anh em. Dòng này nó cho hết đợt này tới đợt khác nha. Rồi cây số 2 là cây ổi nè, cây mọc cốt hai thân cốt lung lật nha anh em. Quanh là 20, chiều cao 30. Rồi 200k em bao ship cả hai cây nha. Cây ổi với cây sung mã số 10. Giao lưu anh em là 200k em bao ship cả hai cây. Rồi qua mã số 11 là một cây dúi nha. Cây này khá là già nha má anh em, cây này một cây dáng bi này. Cây này lật đổ xuống cũng rất là hay. Cây này là có cái co này, cái co đổ rất là hay này nha má anh em thích thì lật đổ xuống. Cây này già là có mấy cái xiết rung này, rất chắc nha. Nu này nha má anh em. Có nu luôn nữa nè, rất là hay nha. Cây này thằng mà lách mà già tay canh này. Dòng dưới này là cái lá của nó nhỏ rí luôn nha má anh em. Thì có mấy cây co rất là hay. Rồi em đào thì quanh là thân là 26 nha. Quanh thân đây là 26, chiều cao là 42, chiều dài là tương siêu đây nha. Bây dài toàn trước là 70 nha mấy anh em. Cái này rất là ok nha, tay canh đồ là đầy đủ hết nha mấy anh em. Đã quấn một nút dây định hình và gần miền tàng rồi nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 700 bao ship, 700k em bao ship. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu báo bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Cây già nu này nha mấy anh em, xanh cây luôn nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.